Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Một cái câu hỏi mà mình sẽ được đặt ra để đi giải quyết trong cái video này là ở cái giai đoạn hoàn thiện của mẫu nhà cấp 4 của mình. Ở cái công tác trần thạch cao thì mọi người tham khảo nó như thế nào và mọi người thực hiện cái công tác này như thế nào. Thì sau đây mình sẽ đi chia sẻ và gửi đến mọi người những cái mẫu trần thạch cao mà mình cảm thấy nó là đẹp nhất, nó phù hợp nhất đối với những cái mẫu nhà cấp 4 ở nông thôn. Bất kỳ một cái công trình nào khi xây dựng thì để được chia ra làm ba cái giai đoạn các bạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn phần móng, và cái giai đoạn này có thể gia chủ trải qua rất là thuận lợi. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn phần thô, giai đoạn thứ ba là giai đoạn hoàn thiện. Giai đoạn thứ ba được xem như là một cái giai đoạn là cực kỳ gian nan và rất là vất vả, rất là đau đầu theo như gia chủ chia sẻ, vì rất là nhiều những cái vật liệu mà mình phải lựa chọn cũng giống như là phối hợp ở cái giai đoạn này. Kèm theo đó là vật liệu thì đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng, chính vì vậy mà mình sẽ gặp rất là nhiều những khó khăn ở cái công tác trần thạch cao này. Nó cũng giống như vậy, vì rất là nhiều những cái mẫu mã trần đa dạng và phong phú, không biết phải lựa chọn như thế nào. Đó chính là một điều mà gia chủ đây quay không biết đưa ra một cái quyết định nào cho nó hợp lý. Hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái mẫu trần thạch cao mà mình sưu tầm được với mình, đó là đẹp nhất, hình hói và cái màu sắc nó cũng rất là hài hòa, gửi đến mọi người tham khảo để giúp cho mọi người hoàn thành tốt cái ngôi nhà của mình ở cái công tác trần thạch cao, lựa chọn những cái mẫu trần được như ý muốn và phù hợp với phong cách mà mình đề ra ban đầu. Trần thạch cao có thể nói là rất là đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, phong phú về hình khối. Chính vì vậy mà có rất là nhiều sự lựa chọn ở cái công tác ở trần thạch cao. Tuy nhiên, để lựa chọn một mẫu trần thạch cao nào đó nó phù hợp với ngôi nhà của mình thì nó thỏa mãn ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái chi phí mình có thể bỏ ra đầu tư cho cái trần thạch cao. Yếu tố thứ gì là về cái điểm nhấn của trần thạch cao. Yếu tố thứ ba là về hình khối. Tổng hợp ba cái yếu tố này lại thì mình sẽ lựa chọn được cái mẫu trần thạch cao như ý muốn. Bên cạnh đó, mình cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi từ phía gia chủ là nên đóng trần thạch cao hay là trần khung xương nổi, thì mình cũng khuyên là nên đóng trần thạch cao vì cái tính đa dạng của nó, dễ tạo hình, dễ tạo màu sắc và dễ thay đổi về mặt kiểu dáng, rất là phong phú và đa dạng. Vì hiện nay trần thạch cao nó đã phát triển thêm một cái bước nữa là có trần có khả năng là chống cháy và chống mối mọt, chính vì vậy nó rất là bền và rất là đẹp theo thời gian. Khi mà mình về chỉnh cái trần thạch cao cho ngôi nhà của mình thì giúp cho nhà mình nó trở nên nó cứng cáp hơn, sang trọng hơn và nó tăng cái giá trị sử dụng hơn. Chính vì vậy mà mình cũng khuyên mọi người nên mạnh dạn đóng trần thạch cao. Ngoài ra, cái điểm hay của trần thạch cao nữa là mình có thể là âm đèn lon, đèn chùm vào trong trần, giúp cho tăng tính thẩm mỹ và cái giúp cho cái phần chiếu sáng của ngôi nhà mình nó được hoàn chỉnh hơn. Ở thời gian trước mình cũng chia sẻ rất là nhiều những video về mẫu trần thạch cao để gửi đến mọi người tham khảo, được rất là nhiều sự đón nhận cũng giống như là quan tâm của bà con, cô chú bác và anh chị. Đó cũng chính là lý do mà mình thực hiện cái video tiếp theo về những cái mẫu trần thạch cao mà mình sưu tầm được. Trần thạch cao về mặt hình học thì nó chỉ chia làm hai dạng, một là dạng là trần thạch cao phẳng, dạng thứ gì đó chính là dạng trần thạch cao vượt cấp và tạo điểm nhấn.
nếu kinh phí của mình cao thì mình có thể là chọn cái phương án chân thạch cao vượt cấp, nếu kinh phí của mình hạn hẹp thì mình chọn cái phương án là chân thạch cao phẳng. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ tổng hợp những cái mẫu chân thạch cao đẹp phù hợp với nhà cấp 4 ở cái vị trí phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm sự lựa chọn và sự tham khảo về những cái mẫu chân thạch cao đẹp để mình lựa chọn xây dựng cái ngôi nhà mơ ước cho mình. Chia sẻ thêm một phần nữa là với những cái mẫu chân thạch cao là càng phức tạp thì vượt cấp nó càng nhiều thì cái chi phí của mình càng cao nha các bạn, vì khi mà cái mẫu mã của mình nó phức tạp quá thì nó sẽ tốn rất là nhiều tấm thạch cao, tốn rất là nhiều công, chính vì vậy mà cái chi phí của mình nó sẽ cao hơn là chân thạch cao mà mình chọn cái phương án mà đóng phẳng. Về màu sắc thì chân thạch cao có thể rất là linh động, các bạn có thể lựa chọn cái màu nào đó để tạo cái điểm nhấn mà mình yêu thích. Kèm theo đó là về một cái thời gian sau này mình muốn điều chỉnh cái màu đó là cũng rất là thuận lợi, đó chính là cái điểm hay mà chân thạch cao đó mang lại. Mình cũng chia sẻ thêm một ý nữa là hiện tại bây giờ thì nếu như lựa chọn giữa chân thạch cao và chân khung xương nổi Lima 6 thước vuông thì mình cũng khuyên bà con mình là hãy mạnh dạn đóng chân thạch cao, vì với cái công nghệ phát triển chân thạch cao nó đã vượt bật lên một cái bước tiến rất là mới, nó rất là bền và nó rất là đẹp, tạo hình rất là dễ dàng và nhấn cái màu sơn nó cũng rất là dễ và giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên sang trọng hơn và hoàn mỹ hơn. Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.